Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ bảy ngày 11 tháng 3 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Sau hơn 15 năm thực hiện nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị và 5 năm thực hiện chỉ thị 21 của Ban Bí thư, tỉnh Điện Biên đã đạt được nhiều thành tựu về công tác cán bộ nữ. Hiện cấp tỉnh ủy nữ ủy viên ban chấp hành chiếm 14%, nữ ủy viên ban thường vụ chiếm 20%. Thông tin tại buổi tọa đàm, công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Lễ hội Ba năm 2023 và Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ 7, không gian văn hóa vùng cao được xây dựng mang nhiều sắc màu đặc trưng của đồng bào các dân tộc ở Điện Biên, để lại nhiều ấn tượng cho người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm. Nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ các hoạt động Lễ hội Hoa Ban năm 2023, Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ 7, Công ty Điện lực Điện Biên đã xây dựng các phương án chi tiết, cụ thể, sẵn sàng ứng phó khi có sự cố, đảm bảo việc cấp điện an toàn, liên tục, ổn định. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hôm nay, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức tọa đàm công tác xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì buổi tọa đàm. Dự tại điểm cầu Điện Biên có đồng chí Giang Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Lò Thị Minh Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo một số sở ngành tỉnh. Tại buổi tọa đàm, đại biểu tại các điểm cầu đã được nghe đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thông tin chuyên đề công tác xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Với những nội dung tập trung vào quan điểm chủ trương của Đảng, văn bản pháp luật của nhà nước, tình hình chung, kinh nghiệm quốc tế cũng như một số vấn đề cần quan tâm trong công tác xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ nữ trong tình hình mới. Hiện tổng số cán bộ nữ trong hệ thống chính trị tăng cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Cụ thể, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 có 19 ủy viên trung ương là nữ, chiếm 9,5%, cấp tỉnh có 466 trên 3.504 ủy viên ban chấp hành, 104 trên 967 ủy viên ban thường vụ. Quốc hội khóa 15 có 151 nữ đại biểu quốc hội, chiếm tỷ lệ trên 30%. Riêng tại tỉnh Điện Biên, sau hơn 15 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 11 ngày 24 tháng 7 năm 2007 của Bộ Chính trị và 5 năm triển khai thực hiện chỉ thị 21 ngày 20 tháng 1 năm 2008 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, đã đạt được nhiều thành tựu về công tác cán bộ nữ. Theo thống kê, hiện cấp tỉnh, nữ ủy viên ban chấp hành là 7 đồng chí, chiếm gần 14%, nữ ủy viên ban thường vụ 3 đồng chí, chiếm 20%. Cấp huyện, nữ ủy viên ban chấp hành 69 đồng chí, chiếm trên 20%. Nữ đại biểu quốc hội có 3 trên 6 đồng chí, chiếm 50%. Nữ đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh 18 trên 52 đồng chí, chiếm gần 35%. Cũng tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận về thực trạng, nguyên nhân chưa đạt được các chỉ tiêu về cán bộ nữ theo tinh thần nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị và chỉ thị 21 của Ban Bí thư, đồng thời đưa ra các đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cán bộ nữ theo yêu cầu đặt ra. Tối qua mùng 10 tháng 3, tại quảng trường mùng 7 tháng 5, thành phố Điện Biên Phủ, Ban Tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2023 và Ngày hội Văn hóa Thể thao Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ 7 tổ chức sơ duyệt chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Hoa Ban. Đến dự buổi sơ duyệt có đồng chí Vừa Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội. Chương trình nghệ thuật mang chủ đề Hương sắc miền Tây Bắc có thời lượng 70 phút, gồm hai phần với các chủ đề Tỏa hương giữa miền Tây Bắc và Điện Biên lung linh miền khát vọng. Thông qua 12 màn diễn, hợp xướng hát múa với những vũ khúc hoành tráng, hấp dẫn, tổng thể một bức tranh nghệ thuật mang đậm nét văn hóa của đồng bào các dân tộc Điện Biên đã được tái hiện xuyên suốt, trong đó là hình ảnh Hoa Ban gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa, tinh thần của con người nơi đây. Chương trình có sự tham gia của hơn 200 ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên đến từ các đơn vị nghệ thuật trung ương và địa phương, cùng lực lượng quần chúng đến từ các trường học, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Ngay sau buổi sơ duyệt, các đại biểu, thành viên ban tổ chức đã tiến hành họp rút kinh nghiệm, tham gia đóng góp các ý kiến để chương trình hoàn thiện hơn, đảm bảo thời lượng, chất lượng khi lên sóng truyền hình. Buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2023 và Ngày hội Văn hóa Thể thao Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ 7 sẽ được diễn ra vào tối nay, ngày 11 tháng 3, tại quảng trường mùng 7 tháng 5, thành phố Điện Biên Phủ. Thưa quý vị và các bạn,
nằm trong khuôn khổ các hoạt động của lễ hội Hoa Ban năm 2023 và Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ 7. Không gian văn hóa vùng cao được xây dựng mang nhiều sắc màu đặc trưng của đồng bào các dân tộc ở Điện Biên, để lại nhiều ấn tượng cho người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm. Nghệ thuật chế tác và múa khèn hay nghề dệt theo vải thổ cẩm truyền thống, đây đều là những hình ảnh tiêu biểu của dân tộc Mông được tái hiện trong không gian văn hóa vùng cao của huyện Tùa Chùa tại lễ hội. Những nét đẹp bình dị trong đời sống thường nhật của đồng bào được lựa chọn kết hợp tạo thành một không gian rực rỡ sắc màu văn hóa dân tộc của địa phương. Chúng tôi đem đến là các cái sản phẩm như nghề truyền thống, đấy, có thêu dệt thổ cẩm, rồi nghề rèn và cái nghề chế tác khèn Mông, và mang đến những cái nét văn hóa để giới thiệu cho du khách và đồng bào biết đến cái văn hóa trên địa bàn huyện Tùa Chùa. Mình ở huyện nào là mình mang cái bản sắc văn hóa của mình đến đây để chia sẻ với nhau. Cho nên là tôi đi lần này là tôi thấy bản thân tôi thấy rất tự hào và học hỏi được rất nhiều điều của các huyện bạn. Đến với không gian văn hóa vùng cao, mỗi địa phương đã lựa chọn mang đến những hình ảnh đặc trưng nhất của cộng đồng dân tộc mình, tiêu biểu như Mông, Thái, Hà Nhì, Khơ Mú, Lào. Từ nếp nhà, trang phục, nghề truyền thống đến các món ăn, trò chơi dân gian, dân ca, dân vũ đều tái hiện nét đẹp văn hóa trong đời sống sinh hoạt, lao động của đồng bào các dân tộc tại Điện Biên. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các sản vật nông sản chất lượng cũng góp phần tạo nét đặc trưng riêng cho từng địa phương. Tôi ngoài mang những nét văn hóa đặc trưng của người dân tộc Lào của huyện Điện Biên Đông ra thì cũng mang theo một số cái nông sản của đặc trưng của huyện Điện Biên Đông. Thì đây là bốn cái sản phẩm OCOP mà huyện Điện Biên Đông đã được chứng nhận là OCOP 3 sao, thì ngoài gạo nếp tan này và bí xanh tỉa dình này, và khoai sọ phi nhừ này, và có cả là lạc đỏ của Na Son. Thì mình cũng muốn mang ra đây để giới thiệu quảng bá cái sản phẩm của huyện mình đến cái tay người tiêu dùng. Đây là những cái sản phẩm sạch mà do chính tay những người nông dân mà trồng lên ở cái ấy, mình nó mang đặc chất lượng rất là tốt mà rất là đảm bảo về cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Được kỳ vọng là điểm nhấn đặc biệt mở đầu cho chuỗi các hoạt động tại lễ hội Hoa Ban năm nay, những sắc màu rực rỡ của đồng bào các dân tộc được tái hiện chân thực tại không gian văn hóa vùng cao, để lại nhiều ấn tượng cho người dân và du khách khi được hòa mình vào không khí của lễ hội vùng cao Tây Bắc Điện Biên. Thì hôm nay được tiếp xúc với bà con dân bản, đặc biệt là cái nét văn hóa vùng miền ở khu vực Điện Biên vẫn duy trì được cái nét văn hóa dân tộc truyền thống. Đấy là cái niềm tự hào của dân tộc nói chung và với Điện Biên nói riêng. Chúng tôi rất là vui, phấn khởi khi được quay lại Điện Biên để thăm và được tiếp xúc với cái văn hóa dân tộc vùng miền của Điện Biên chúng ta. Với 19 dân tộc cùng chung sống, Điện Biên có sự phong phú đa sắc màu trong các nét văn hóa riêng của từng cộng đồng. Thông qua không gian văn hóa vùng cao tại lễ hội Hoa Ban lần này, các giá trị văn hóa truyền thống độc đáo, vẻ đẹp mảnh đất con người Điện Biên đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách, góp phần gìn giữ, bảo tồn và tôn vinh bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc nơi đây. Hoạt động trưng bày giới thiệu không gian văn hóa vùng cao sẽ tiếp tục diễn ra tại khu vực di tích trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, Hầm Đờ Cát đến hết ngày 13 tháng 3. Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội Hoa Ban năm 2023 và Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ 7, hôm nay các đoàn nghệ nhân, diễn viên quần chúng các huyện, thị xã, thành phố tham gia thi trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc. Tham gia thi trình diễn giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc có 10 đoàn đến từ 10 huyện, thị xã, thành phố với các trích đoạn lễ hội truyền thống với nhiều thể loại phong phú đa dạng đã tạo nên vườn hoa nghệ thuật văn hóa dân gian đa màu sắc của các dân tộc. Phần lớn các tiết mục đã khôi phục và tái hiện những giá trị nguyên gốc của các lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa. Điển hình như tiết mục lễ cúng cầu mưa dân tộc Khơ Mú của huyện Mường Ảng, lễ hội gầu tàu dân tộc Mông huyện Nậm Pồ, Hạn Khuống dân tộc Thái thành phố Điện Biên Phủ dựng, lễ cấp sắc dân tộc Giao huyện Tùa Chùa, lễ cha hạt cầu mưa dân tộc Khơ Mú huyện Điện Biên, Kiên Pang Then dân tộc Thái Trắng Mường Trà. Sáng nay, tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa và Thông tin Du lịch Điện Biên Phủ đã diễn ra liên hoan dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc tỉnh Điện Biên. Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ lễ hội Hoa Ban năm 2023 và Ngày hội Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ 7.
Liên hoan dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc tỉnh Điện Biên năm nay đã thu hút 10 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tham dự. Hầu hết các nghệ nhân, diễn viên các đoàn đã mang đến các tiết mục dân ca, dân vũ, dân nhạc, hòa tấu nhạc cụ truyền thống đặc trưng của các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh. Trong cái lễ hội Hoa Ban năm 2023 cũng như ngày hội văn hóa thể thao du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ 7 thì huyện Mường Nhé đã mang ra các cái tiết mục văn hóa văn nghệ đặc sắc của đồng bào Hà Nhì tại xã Xín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên nhằm quảng bá cũng như là giới thiệu các nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Hà Nhì nơi đây để quảng bá với lại du khách trong và ngoài tỉnh. Các tiết mục dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc đa phần thể hiện nét đẹp văn hóa riêng của mỗi dân tộc Điện Biên như hát, múa khen dân tộc Mông, Giao của đoàn huyện Nậm Pồ, văn hóa dân tộc Lào của đoàn huyện Điện Biên Đông, biểu diễn dân ca, dân vũ, dân tộc Khơ Mú của đoàn Tuần Giáo, đoàn thành phố Điện Biên Phủ và thị xã Mường Lay với văn hóa dân tộc Thái. Trinh thành phố thì mang đến cũng là đặc sắc của dân tộc Thái, vâng, mang là Thái một cái song tấu, rồi một đơn ca nữ, rồi một tốp múa. Đây là có 3-4 tiết mục thì thấy là cũng đại diện cho nhân dân các dân tộc thành phố, mang đến gọi là góp vui, rồi cũng thể hiện những cái bảo tồn của nhân dân thành phố. Lên đây giao lưu thì tôi xem các tiết mục của các huyện khác và so với tiết mục của huyện nhà mình thì nói chung là các huyện đều có, mỗi huyện có một cái văn hóa riêng, có một cái đặc sắc riêng và có một cái bài múa riêng. Như vậy là về đây chúng tôi lại càng thêm cái vấn đề mà chúng tôi học thêm để nắm được cái những gì mà chúng tôi chưa biết. Với sự phong phú đa dạng nhiều màu sắc, các tiết mục trình diễn tại liên hoan đã tạo nên một bức tranh đa sắc màu văn hóa, để lại nhiều ấn tượng với người dân và du khách. Đi qua xem một số tiết mục của các đoàn nghệ thuật của các dân tộc thiểu số ở đây, thì tôi thấy là đa số thì vẫn giữ được cái nét bản sắc văn hóa dân tộc rất riêng của mỗi dân tộc. Đặc biệt là cái tiết mục vừa rồi của dân tộc Khơ Mú vẫn đậm chất dân tộc từ cách ăn mặc cho đến cách thể hiện. Mong rằng là chúng ta lễ hội Hoa Ban được duy trì hàng năm và cũng tổ chức được vui tươi như thế này. Liên hoan dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc tỉnh Điện Biên trong khuôn khổ lễ hội Hoa Ban năm 2023 nhằm giới thiệu, tôn vinh, gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống các dân tộc, quảng bá văn hóa vùng cao Điện Biên tới người dân và du khách. Sáng nay tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa và Thông tin Du lịch Điện Biên Phủ đã diễn ra các hoạt động giao lưu thi đấu thể thao, thu hút đông đảo vận động viên và du khách đến theo dõi cổ vũ. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ lễ hội Hoa Ban năm 2023 và Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ 7. Các môn thể thao được đưa vào thi đấu gồm bóng chuyền hơi, bắn nỏ, đẩy gậy, tù lu, kéo co, v.v. Bên cạnh đó, tại ngày hội còn có các trò chơi dân gian truyền thống của các dân tộc như bịt mắt đập niêu, bập bênh, tung còn, đẩy xe đạp thổ để người dân và du khách trải nghiệm. Các hoạt động thể thao tại lễ hội Hoa Ban năm 2023 là dịp để các vận động viên, đồng bào các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với việc giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, đồng thời đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Các hoạt động giao lưu thi đấu thể thao diễn ra đến hết ngày 13 tháng 3. Tối qua mùng 10 tháng 3, tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa và Thông tin Du lịch Điện Biên Phủ, 20 thí sinh của cuộc thi Người đẹp Hoa Ban 2023 đã bước vào vòng thi sơ khảo với nhiều phần trình diễn sôi động, hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh và du khách thập phương đến theo dõi, cổ vũ. Trong vòng thi sơ khảo, các thí sinh đã lần lượt thể hiện kỹ năng trình diễn trang phục áo dài, trang phục dân tộc truyền thống và trang phục áo tắm. Trải qua thời gian tập luyện nghiêm túc cùng huấn luyện viên và sự chuẩn bị kỹ càng, các thí sinh đã tự tin hoàn thành tốt các phần thi của mình. Phần trình diễn trang phục áo tắm thu hút sự theo dõi của khán giả khi các thí sinh phát huy được lợi thế về hình thể, thể hiện được nét trẻ trung, khỏe khoắn. Với phần trình diễn trang phục áo dài và trang phục dân tộc truyền thống, các thí sinh lại trở nên dịu dàng, duyên dáng, song vẫn toát lên sự năng động của tuổi trẻ các dân tộc Điện Biên Tây Bắc thời kỳ hội nhập và phát triển. Đến với ngày hôm nay, em đã trình diễn cho mọi người bộ trang phục áo dài truyền thống của dân tộc Việt Nam. Và đặc biệt hơn, đây là bộ trang phục do chính tay mẹ em thiết kế cho em. Bộ trang phục, ở trên bộ trang phục có những hình hoa ban và cũng rất hợp với chủ đề của ngày hôm nay. Em đã cố gắng có những bước cắt vô uyển chuyển nhất, thể hiện được nét đẹp của hoa ban của vùng núi Tây Bắc.
Xen kẽ trong các phần thi trang phục là phần thi tài năng với 20 tiết mục thuộc nhiều thể loại, từ múa, hát đến nhảy hiện đại, thuyết trình, ảo thuật. Các tiết mục được thí sinh đầu tư kỹ lưỡng về phục trang, đạo cụ, sân khấu đã đưa khán giả đến với những bức tranh cuộc sống vui tươi, đa dạng sắc màu văn hóa. Không chỉ là tài năng, bản lĩnh, tự tin trên sân khấu, mà qua mỗi tiết mục biểu diễn, các thí sinh đã thể hiện niềm tự hào dân tộc, trân trọng giá trị truyền thống và ca ngợi vẻ đẹp của Hoa Ban, vẻ đẹp của mảnh đất, con người Điện Biên, Tây Bắc. Với cương vị là ban giám khảo, chúng tôi cũng rất là suy nghĩ đắn đo để làm sao lựa chọn được những thí sinh có đầy đủ phẩm chất về tài và sắc. Đặc biệt là trong đợt thi lần này, mùa thi năm nay thì chúng tôi đánh mạnh vào cái phần thi về tài năng và trí tuệ nhiều hơn, bởi vì cái phần đó là chúng tôi muốn tìm được một vị đại sứ thương hiệu xứng đáng cho văn hóa và du lịch của tỉnh Điện Biên. Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban là một trong những điểm nhấn hấp dẫn tại lễ hội Hoa Ban năm 2023 và Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ 7. Sự hấp dẫn ấy được thể hiện trong những tràng vỗ tay cổ vũ, sự ủng hộ, theo dõi của đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh và du khách thập phương từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc vòng thi sơ khảo. Bên cạnh đó, sự đầu tư công phu về sân khấu, âm thanh, ánh sáng cùng với những màn thể hiện đầy tự tin của các thí sinh cũng góp phần tạo nên thành công và để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả. Tôi thấy cái hội thi Người đẹp Hoa Ban tổ chức thì tôi cũng đến đây từ sớm. Nói chung là hôm nay thấy các cái thí sinh của năm nay ấy thì cũng rất là đẹp và rất là tài năng, và các cái màn trình diễn ấy thì rất là đa dạng và phong phú. Kết thúc vòng sơ khảo, các thí sinh sẽ tiếp tục tập luyện cho đêm chung kết và tham gia nhiều hoạt động trong khuôn khổ lễ hội Hoa Ban năm 2023. Đêm chung kết cuộc thi Người đẹp Hoa Ban sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 13 tháng 3 tại quảng trường mùng 7 tháng 5, thành phố Điện Biên Phủ, gồm 4 phần thi: trang phục truyền thống các dân tộc, trang phục dạ hội, áo tắm và thi ứng xử. Riêng phần thi ứng xử sẽ dành cho 5 thí sinh có màn thể hiện xuất sắc nhất. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ các hoạt động lễ hội Hoa Ban năm 2023, Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ 7, Công ty Điện lực Điện Biên đã xây dựng các phương án chi tiết, cụ thể, sẵn sàng ứng phó khi có sự cố, đảm bảo việc cấp điện an toàn, liên tục, ổn định. Lễ hội Hoa Ban năm 2023 và Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ 7 diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 3 với rất nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. Chính vì vậy, để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ các hoạt động của lễ hội, Công ty Điện lực Điện Biên đã triển khai các phương án cấp điện cụ thể. Trong đó, tập trung bố trí các máy phát điện diesel dự phòng đáp ứng phụ tải, có kế hoạch điều tiết việc cấp điện cho phù hợp vào từng thời điểm, ưu tiên thực hiện trước các vị trí cấp điện tại các khu vực diễn ra nhiều hoạt động trong suốt lễ hội. Thực hiện chỉ đạo của Công ty Điện Biên, đơn vị đã chủ động tổ chức rà soát và kiểm tra các hệ thống đường dây, trạm biến áp và các thiết bị liên quan để khắc phục kịp thời các khiếm khuyết. Đặc biệt là đơn vị đã khảo sát và thực hiện việc lập phương án chi tiết cho từng điểm tổ chức sự kiện nhằm mục đích như là đảm bảo tuyệt đối an toàn, ổn định và cung cấp điện phục vụ cho lễ hội. Để chủ động ứng phó với những sự cố về điện có thể xảy ra, Công ty Điện lực Điện Biên đã chỉ đạo Điện lực thành phố Điện Biên Phủ huy động cấp điện tại 5 trạm biến áp, 4 máy phát điện dự phòng với tổng công suất 1.380 kW, 5 thủy điện khu vực và các nguồn điện mặt trời mái nhà với tổng công suất trên 3.500 kW. Cùng với đó, Điện lực thành phố Điện Biên Phủ đã bố trí nhân lực, phương tiện, trang thiết bị phục vụ điện tại những khu vực diễn ra các sự kiện, đặc biệt là cấp điện ổn định cho chương trình truyền hình trực tiếp đêm khai mạc lễ hội Hoa Ban. Đội quản lý vận hành trung tâm cũng lập phương án lắp các máy phát dự phòng, bố trí các điểm trực cả ngày cả tối ở các điểm diễn ra lễ hội Hoa Ban, thực hiện đảm bảo an toàn điện, cấp điện ổn định nhất cho lễ hội. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đến thời điểm này, Công ty Điện lực Điện Biên đã duy trì cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ lễ hội Hoa Ban năm 2023, Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ 7.
Thưa quý vị và các bạn, thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, hưởng ứng lễ hội Hoa Ban năm 2023 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ 7, tỉnh đoàn Điện Biên đã tổ chức lễ khánh thành công trình thanh niên chuyển đổi số trong quảng bá du lịch, di sản văn hóa. Công trình thanh niên chuyển đổi số trong quảng bá du lịch, di sản văn hóa được tỉnh đoàn Điện Biên phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện tại 4 điểm di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh, bao gồm Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Đồi A1, Đền thờ Liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ và Hầm Đờ Cát. Tại đây, với các bảng gắn mã QR được lắp đặt, người dân và khách du lịch khi đến tham quan có thể sử dụng điện thoại thông minh quét mã QR dẫn đường link liên kết đến website https://www.dulichdienbien.vn để tìm hiểu thêm về hoạt động du lịch của tỉnh. Ban Thường vụ tỉnh đoàn cũng đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đặc biệt là Trung tâm Xúc tiến Du lịch và Bảo tàng và Ban Quản lý Di tích của tỉnh Điện Biên để thống nhất về mặt chủ trương và thống nhất về mặt nội dung. Ban Thường vụ tỉnh đoàn tổ chức triển khai cái công trình này ở tất cả các cái điểm di tích lịch sử ở trên địa bàn tỉnh Điện Biên với mong muốn đóng góp vai trò của tuổi trẻ trong quảng bá du lịch, di sản văn hóa tỉnh Điện Biên. Trong giai đoạn hiện nay, việc ứng dụng chuyển đổi số vào công tác bảo tồn di tích, di sản là hết sức cần thiết, đặc biệt là đối với địa phương có thế mạnh về du lịch lịch sử như Điện Biên. Sau khi đưa vào hoạt động, công trình thanh niên sẽ giúp người dân và du khách dễ dàng tìm hiểu thông tin về địa điểm mình đến tham quan thông qua các nội dung được đăng tải phong phú, đa dạng, mang đến sự trải nghiệm mới cho du khách, đồng thời giúp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí so với những cách tuyên truyền, quảng bá du lịch truyền thống khác. Trong cái thời buổi công nghệ 4.0 thì những cái này rất tiện cho chúng tôi là người già mà còn sử dụng những cái dịch vụ này rất là tốt, rất là tiện. Thì nhất là với các cháu thế hệ trẻ thanh niên khi muốn tìm hiểu về lịch sử của cha ông, tìm hiểu về Điện Biên, tìm hiểu về các cái di tích của Việt Nam nói chung và Điện Biên nói riêng thì chỉ cần sử dụng những các cái công nghệ như thế này thì rất là nhanh và rất là thuận tiện. Việc mà tiếp nhận một cái cây tra cứu thông tin theo hình thức quét mã QR của tỉnh đoàn Điện Biên thì giúp cho khách du lịch khi đến bảo tàng thì có thể truy cập vào đó một cách dễ dàng và thuận lợi để tìm hiểu được các cái thông tin nhanh và chính xác cũng như là các cái sự kiện, các cái hoạt động về của tỉnh cũng như là hoạt động về du lịch nói chung. Có thể tham khảo để đưa ra các cái lịch tham quan cũng như là đến với Điện Biên tham quan du lịch cho nó phù hợp. Phát huy vai trò tiên phong, nòng cốt, hăng hái đi đầu với sự tham gia tích cực của lực lượng đoàn viên thanh niên, công trình ý nghĩa này sau khi đi vào hoạt động cũng sẽ góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa du lịch tại địa phương, gắn việc phát triển kinh tế từ du lịch và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ theo hướng đổi mới, thiết thực và hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, cùng với các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh, huyện Tuần Giáo đã và đang đẩy mạnh thực hiện các nội dung của quá trình chuyển đổi số. Đến nay, các trụ cột chính về chuyển đổi số gồm chính quyền số, kinh tế số và xã hội số đã bước đầu có những chuyển biến tích cực, phản ánh của phóng viên thời sự. Thay đổi rõ nét nhất trong bước đầu của quá trình chuyển đổi số trên địa bàn huyện Tuần Giáo là về chính quyền số. Đến nay, hệ thống quản lý văn bản và điều hành của huyện được kết nối liên thông từ các sở, ban ngành tỉnh tới huyện và các xã thị trấn. Tỷ lệ văn bản điện tử có chữ ký số đạt 100%. 100% các thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp mức độ 4 trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau. Cùng với đó, huyện cũng bố trí nguồn kinh phí đầu tư máy tính, máy in, hệ thống mạng Internet, triển khai hồ sơ công việc TD Office. Đặc biệt, cơ chế một cửa liên thông tại văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện và 19 xã thị trấn được thực hiện nghiêm túc, đáp ứng nhu cầu của tổ chức và cá nhân khi đến giao dịch. Hiện nay thì Ủy ban Nhân xã Quài Nưa đã thực hiện vấn đề là xử lý các cái hồ sơ công việc trên hệ thống mạng, hệ thống 100% là trực tuyến, là tiếp nhận và trả kết quả đúng thời gian quy định. Mà hệ thống xử lý văn bản đã được kết nối với hệ thống của tỉnh và trung ương và trả kết quả đúng thời gian theo quy định và cũng đã được toàn thể người dân đồng tình ủng hộ. Hôm nay thì tôi đến Ủy ban Nhân dân xã để làm giấy khai sinh bản sao cho cháu. Đến đây thì các cán bộ, nhân viên ở đây thì rất nhiệt tình. Các thủ tục làm thì được làm trên máy này.
rất là nhanh gọn và chính xác. Không chỉ vậy, huyện Tuần Giáo cũng đang đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh tế. Đến nay, huyện đã hỗ trợ 4 sản phẩm gồm giấm táo mèo ngâm sành, táo mèo khô sấy lạnh và cà phê Hồng Kỳ lên sàn thương mại điện tử hoặc bán trên các trang giao dịch trực tuyến. Cùng với đó, các doanh nghiệp tổ chức cá nhân trên địa bàn từng bước đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất lao động và mở rộng thị trường. Chúng tôi cũng tập trung chủ yếu là giới thiệu ở trên các cái mạng như là Facebook, Zalo, với lại cả có một cái website riêng của hợp tác xã, đó là hợp tác xã nông sản sạch Tây Bắc. Mong muốn là giới thiệu quảng bá, bởi vì đây cũng là cái sản phẩm mà rất là mới nên là cũng mong muốn rằng sẽ đưa được cái sản phẩm này đến tay người tiêu dùng. Tuy nhiên, quá trình triển khai, huyện Tuần Giáo còn gặp một số khó khăn như nhận thức của người dân về ý nghĩa tầm quan trọng của chuyển đổi số chưa đầy đủ, việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến chưa cao, trình độ kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin của một số cán bộ công chức viên chức tại các xã còn hạn chế. Bởi vậy, bên cạnh việc tiếp tục tăng cường hoạt động của 196 tổ công nghệ số cộng đồng tại 100% các xã thị trấn, khối phố, thôn bản trên địa bàn, huyện Tuần Giáo cũng đẩy mạnh nhiều giải pháp. Chúng tôi cũng xác định là trong thời gian tới thì cũng sẽ tiếp tục tăng cường cái việc đầu tiên là để nâng cao cái nhận thức để mà người dân đồng tình ủng hộ để đạt cái mức cao nhất. Thứ hai nữa là cũng sẽ tham mưu cho huyện sẽ cũng sẽ phải bố trí một cái khoản kinh phí hàng năm để mà nâng cấp rồi là đầu tư cho cái việc các cái công nghệ thông tin để mà nâng cao cái chuyển đổi số. Các cái tổ mà chúng tôi đã thành lập thì cũng sẽ mở rộng các tổ này cũng như là nâng cao cái trách nhiệm của các tổ này để tham mưu sâu hơn và được tập huấn sâu hơn để mà tham mưu rồi giúp cho huyện thực hiện cái chuyển đổi số trên địa bàn. Tuy còn gặp khó khăn, nhưng những kết quả bước đầu của quá trình chuyển đổi số trên địa bàn huyện Tuần Giáo chính là tiền đề quan trọng để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Thời gian tới, huyện xác định, thông qua công nghệ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện và chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình qua địa chỉ trong web dienbientv.vn hoặc các kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.